Trong 4 phân khu quân sự quan trọng của vùng Tây Bắc Tổ quốc, chiến thắng Hết Lộ năm 1952 đã khai thông phòng tuyến sông Đà, mở cánh cửa sang Đông Bắc và trung sông Bắc Bộ, có phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, dẫn động địa cầu trên quê hương Hết Lộ. Con tráng ca của miền quan trắng còn mãi ngân vang trong lòng mỗi người dân và du khách. Bước đi đường nghe kể về những năm tháng đã qua, từ những mùa hoa đã nở trên cao đường Hết Lộ, từ những ngày làm trầm hồn trong đoàn cùng nhau đi đầu binh của chiến sĩ nhạc sĩ Lê Như, người đã mãi mãi ở lại cùng với đồng đội cho nên một chi thì hoa ban chiến thắng Hết Lộ hôm nay được biết đến là phần lớn của những chiến sĩ. Thank you.
giàu bản sắc và rất được ưa chuộng trên thị trường. Với diễn diễn trình diễn sắc màu văn hóa dân tộc Mường cùng các nghệ nhân diễn viên quần chúng của thị xã Nghĩa Lộ mang đến quý vị những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của người Mường Nghĩa Lộ Yên Bái. Hình tượng cây bông tượng trưng cho nghề dệt thổ công truyền thống và sự khéo léo tài hoa của đôi bàn tay người Mường đã tạo nên những sản phẩm dệt thổ công mang đậm bản sắc văn hóa. Văn hóa Mường nổi bật với lễ hội đâm đuống. Đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc, tượng trưng cho nét văn hóa trong đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào. Âm thanh rộn rã của những chiếc gậy đâm đuống kết hợp với các nhạc cụ dân tộc như trống chiêng tạo nên một bản hòa nhạc rộn ràng, âm vang với không khí vui tươi phấn khởi của một vụ mùa bội thu. Đồng bào Mường có truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó với cộng đồng các dân tộc, nhất là các dân tộc sinh sống cận kề như dân tộc Kinh, dân tộc Tây, dân tộc Thái. Dù hòa nhập những truyền thống văn hóa của người Mường vẫn giữ gìn và lưu truyền, tạo nên những không gian văn hóa riêng, góp phần làm nên bức tranh văn hóa Nghĩa Lộ Mường Lò đa sắc màu, hấp dẫn du khách gần xa. Trong trang phục truyền thống, những cô gái Mường xinh đẹp duyên dáng đặc biệt truyền cùng với những trống chiêng, những cây đuống trong điệu múa
Mường đặt chân, thể hiện niềm hân hoan phấn khởi, tình yêu thiên nhiên cuộc sống, với ước nguyện cầu cho thần linh phù trợ để hòa nhập với trời đất, cho mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy bồ, chim thú đầy sàn, nhà nhà hạnh phúc. Thưa quý vị, đang tiến vào sân khấu là khối diễn diễn với phần trình diễn giá trị văn hóa dân tộc Mông trong trang phục truyền thống được người phụ nữ Mông thêu dệt trên đôi tay khéo léo, sự kiên nhẫn tỉ mỉ hiếm có cùng tâm hồn chất phác, hồn nhiên của người miền núi. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong khối diễn diễn đang trình diễn văn hóa biểu diễn của đồng bào dân tộc Mông với những động tác dân vũ nhịp nhàng, uyển chuyển, nhịp chân bước trong vòng xòe của chiếc váy xúng xính hòa với tiếng khen giật dìu trầm bồng tha thiết, tạo nên một không gian văn hóa lãng mạn của phiên chợ tình vùng cao. Với người Mông, chiếc khen mang ý nghĩa sâu sắc, đó là phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, là tâm hồn bản sắc của dân tộc. Khi tiếng khen gọi bạn tình vút lên say đắm, ta cảm nhận được hồn người trong âm thanh xô dân ấy. Đồng thời, tiếng khen cũng biểu hiện cho ý chí, sức mạnh và nghị lực của người đàn ông trong cuộc sống, cao như cây bơ mu trong rừng, vững chắc như đỉnh Hoàng Liên ngút trời. Chúng ta hãy cùng sống trong không gian văn hóa Mông với tiếng khen dịu dàng cất lên từ tiếng lòng chân thành và tha thiết của con người vùng cao, cùng những cô gái Mông thẹn thùng giấu nụ cười sau những chiếc phến ô rực rỡ, chất phát, hiền hòa. Những người Mông luôn ẩn chứa sức mạnh, sống khát vọng mãnh liệt. Trên đỉnh núi Mở Sương, đôi chân của những chàng trai, cô gái Mông như có một sức mạnh kỳ lạ, đó là sức mạnh của tôi rèn được trong công cuộc chinh phục thiên nhiên và ý chí không thể khuất phục. Những đôi chân kỳ diệu ấy đã nâng đỡ cho những tâm hồn luôn khát khao yêu thương, khát khao hạnh phúc mãi mãi vững bền.